Hi, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Mock One. Bây giờ đang là tháng 9 rồi và chỉ còn một vài tháng nữa thôi thì chúng ta sẽ khép lại năm 2019. Gần đây thì bên cạnh việc Apple cho ra mắt cái ba bộ ba mẫu iPhone 11 mới nhất thì không biết anh em nào đã sở hữu cho mình những chiếc tiền mới này hay chưa? Còn các bạn đang quan tâm và muốn mua cho mình một chiếc MacBook ấy, thì hôm nay mình lại ngồi ở đây để giới thiệu cho các bạn top 5 chiếc máy bán chạy nhất tại Mock One từ thời điểm đầu năm đến bây giờ nhé. Còn bây giờ thì intro nào. Mark One số 1 về Mark. Chiếc máy đầu tiên đứng đầu danh sách đó chính là chiếc MacBook Air 2017. Đây cũng chính là chiếc máy mà mình đang sử dụng luôn. Chiếc MacBook này có một cái doanh số rất là cao tại Mark One thì cũng là một điều dễ hiểu thôi, bởi vì nó có một cái mức giá khá là vừa phải, một cấu hình đủ dùng và một thời lượng pin rất là ấn tượng. Đây chắc chắn là mẫu MacBook mà dân văn phòng hoặc là học sinh sinh viên săn lùng để mua và nó sẽ đáp ứng được tốt trong vài năm tới. Tiếp theo đứng vị trí số 2 đó là chiếc MacBook Pro 2017 MPXQ2. Thì đây là một chiếc máy có thể nói là quốc dân trong một vài năm nay bởi vì cái tính phổ biến của nó. Dòng MacBook Pro 2017 không có Touch Bar thì nó sẽ có một cái hiệu năng đủ dùng, thích hợp với khá là nhiều đối tượng khách hàng. Phiên bản này thì sẽ có hai màu sắc cho mọi người lựa chọn là bạc và xám. Về mức giá thì sẽ loanh quanh khoảng đâu đó tầm 24 triệu cho bản Line New. Link mua hàng thì mình sẽ để bên dưới cho mọi người tham khảo nhé. Đứng ở vị trí số 3 là chiếc MacBook Pro 2018, thì đây là một cái bản nâng cấp khá là lớn so với dòng MacBook Pro 2017 với một cái con chip hoàn toàn mới 4 nhân cho một cái hiệu năng rất là tốt, đáp ứng tốt cho anh em nào mà có nhu cầu về lập trình, code hay là thiết kế đồ họa, chỉnh sửa video hay là ảnh với con chip bộ vi xử lý CPU Intel Core i5 2.3GHz cùng với lại 8GB RAM và SSD lên tới 512GB. Đứng ở vị trí thứ tư là chiếc MacBook Pro 2019. Mã này thì sẽ có hai phiên bản cho mọi người lựa chọn là bản chip 1.4 và 2.4. Cái option mà mình muốn giới thiệu cho các bạn là bản chip 1.4, thì đây là một cái mẫu máy MacBook có một cái cấu hình không quá mạnh mẽ cho nên là giá thành của nó cũng rất là dễ chịu. Đâu đó rơi vào tầm 32 triệu là chúng ta đã sở hữu được một chiếc MacBook Pro đời mới nhất rồi. Và cuối cùng thì đây là một chiếc máy mà mình cũng không thể ngờ được mà nó lại có tên trong danh sách, bởi vì chiếc máy này cũng mới ra cách đây không lâu. Đó chính là chiếc MacBook Air 2019 mà mình đã có video bóc hộp và đánh giá chi tiết cho anh em rồi. Ai không quan tâm thì có thể xem lại video của mình trước đấy. Có thể nói thì đây là một chiếc MacBook Air tiệm cận đến gần đến sự hoàn hảo rồi. Ngoài màn hình Retina ấy, thì màn hình nó còn được cải tiến thêm là công nghệ Chu Tông. Thiết kế tối giản, mỏng nhẹ và một cái bàn phím thế hệ, cánh bướm thế hệ mới thì cho người dùng một cái trải nghiệm rất là tuyệt vời trong kể cả là làm việc hay là giải trí. Trên đây là 5 mẫu MacBook mà mình muốn giới thiệu cho các bạn, là 5 dòng bán chạy nhất tại Mark One tính từ đầu thời điểm 2019. Vậy nên là anh em nào có nhu cầu thì có thể nhanh tay bấm vào link phía bên dưới để qua cửa hàng để tham khảo nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.